Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Đầu xuân năm mới, Vân xin gửi đến quý khán thính giả chúc cho tất cả mọi người một năm mới đầy vui tươi, hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 91 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. <laughs> Trước lòng hộ bản ba tháng, Hà viên Nguyệt từng gửi một thông tin về tả tiểu đa đến cho ta. Hy vọng ta có thể giúp che giấu hoặc là bóp méo một số thông tin của tả tiểu đa. Nhưng khi đó ta chẳng để tâm, bởi vì thiên tài từng gặp ở tiềm long thật sự rất nhiều. Hầu hết đều là do trường cũ lo lắng vô căn cứ, thậm chí còn lấy chuyện này thu hút sự chú ý của người khác. Lúc đó ta cứ như thế mà cho qua. Bây giờ nghĩ lại... Diệp Trường Thanh thở dài nặng nề. Đúng thật là có lỗi với lời nhắn gửi và tín nhiệm của hiệu trưởng Hà. Lúc đó, chắc người đã quyết định để tả tiểu đa đến tìm Long rồi chăng? Tệp nguồn đâu rồi? Xóa rồi ư? Văn Hành Thiên có hơi không nói nên lời. Bây giờ thì không còn nữa. Lông mày đã ngã sang màu muối tiêu của Diệp Trường Thanh khẽ động, ánh mắt lóe lên. Chỉ có ba bài kiểm tra, nếu nói nhì mạc thì ta vẫn có thể hiểu được. À, không đúng. nhị mạc ta càng không thể hiểu. chẳng phải tả tiểu đa luyện viêm dương chân kinh sao? người tu luyện viêm dương chân kinh mà lại tiếp dục nghi thiến. đây chắc chắn là anh nói linh tinh. còn về nhất mạc, phải làm sao mới có thể có được đánh giá là tả đạo tâm ma? còn tam mạc, cơ mà chỉ là một chuyện nằm vùng rất bình thường. sao lại có bốn dấu chấm hỏi? rốt cuộc là tại sao? hiệu trưởng, người xóa quá sớm rồi, chi ít phải cho giáo viên hướng dẫn người ta xem qua rồi mới xóa chứ văn hành thiên tỏ vẻ đáng tiếc diệp trường thanh nhàn nhạt nói quá nguy hiểm bây giờ hắn thật sự quá yếu rất dễ bị bẻ gãy giữa chừng chẳng trách ngươi cho tải tiểu đa thuê căn biệt thự đó của ngươi chân ý từ trong lòng chỉ là vì cái này sao văn hành thiên nói thứ nhất là vì đánh giá ta mặc ngũ bình này thứ hai vì lời nhờ cậy của hiệu trưởng hạ viên nguyệt thứ ba vì cuộc chiến long hộ bản của tả tiểu đà thứ tư vì viêm dương chân kinh thứ năm vì đấu đá nội bộ trong tiềm long thứ sáu vì sự kiện tiếp theo của đấu sinh tử thứ bảy vì tiền đồ của tiềm long diệp trường thanh nhẹ nhàng nói ở chỗ ta ta có thể đảm bảo trong ba năm ai đến người đó chết trong ánh mắt của hắn có một luồng sắc ý cực kỳ sắc bén lóe lên. Nhưng rất đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể đảm bảo an toàn cho chỗ ở của hắn trong 3 năm thôi. Để đảm bảo không có gì bất trắc, ta mới đặc biệt điều nguy tới. Văn Hành Thiên dần dần chìm vào trong trầm tư. Không ngờ lão hiệu trưởng lại xem trọng tả tiểu đa như vậy. Nếu không được chính mắt nhìn thấy, thật sự ta rất khó tin. Diệp Trường Thanh khẽ mỉm cười rồi trầm giọng đáp. Bây giờ không phải ngươi cũng đã gặp được thằng nhóc đó rồi sao? Cảm giác như nào? Văn Hành Thiên cười khổ một tiếng. Vừa rồi, ta mới đánh hắn một trận đấy. Đánh một trận sao? Diệp Trường Thanh có hơi ngạc nhiên. Nếu như nhớ không nhầm, hôm nay hắn vừa mới tới báo danh đi. Văn Hành Thiên rất là đau đầu, không nói nên lời. Một lúc sau mới lên tiếng. Người không biết đâu Tên này là một tên quậy như khỉ Hễ nhìn thấy hắn ta lại ngứa tay Cái tên này nếu không phải trong đũng quần Còn có cái vật gì đó rủ xuống Ta chắc là tên này có thể lên trời luôn rồi Diệp Trường Thanh nhất thời im mắng Chốc lát sau mới lẩm bẩm Sao lại có thể như vậy được Tiểu triển đánh giá rất cao tên nhóc này Đặc biệt là cách hành xử làm người của hắn Y kiêu cực kỳ cao Sao đến ngươi? còn ngay lúc nhập học báo danh chưa tối một giờ thì bị giáo viên chủ nhiệm đánh cho một trận rồi không có lý chút nào càng kỳ lạ là cái tên này được cả lớp bỏ phiếu kín chọn làm lớp trưởng kìa nét mặt của văn hành thiên có hơi nhăn nhó hiệu trưởng à nếu như dự cảm của ta đúng vậy thì cao võ tìm long sợ rằng sắp gặp phiền phức rồi Diệp trường thanh mỉm cười nhàn nhạt nói bằng giọng thách thức cho dù hắn có gây sự nhưng mà cao võ tiềm long chúng ta có bao giờ sợ gặp chuyện chưa? Chỉ cần hắn không làm những chuyện thương thiên hại lý, ngoài ra bất cứ chuyện gì, lão phu cũng có thể gánh vác nổi. Người xem những lời nói sẽ đảm bảo an toàn cho hắn trong 3 năm, chỉ là lời nói xuông thôi sao? Khuấy miệng của văn hành thiên khẽ động, cũng chẳng nói gì. Vốn dĩ hắn đang muốn hiểu tả tiểu đa thêm một chút, bây giờ đã hoàn toàn hiểu thấu đáo rồi, thì lại muốn đi lại có một câu giấu trong lòng, vì hiệu trưởng tôn kính nên không có nói ra. Hôm nay, ta thấy tính cách của tiểu tử này, sợ là tương lai sẽ gây ra chuyện. Cho dù là hiệu trưởng của một trong tam đại cao võ như ngươi, cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi đâu. Câu này đương nhiên cũng không thể nào nói ra trước mặt. Xem thường hiệu trưởng ư, vậy thì không được rồi. Khi Văn Hành Thiên trở về lớp, đã quá thời gian tan học được một lúc, nhưng mà đám học sinh vẫn còn đang chờ. Chỉ là gương mặt ai nấy cũng lạ kỳ, dường như bị cái gì đó dày vò dữ dội. Nói chung là cảm giác như muốn sụp đổ. Tam quan ai nấy cũng hoàn toàn sụp đổ. Đây là sao? Trong lòng của Văn Hành Thiên có hơi khó hiểu, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm. Tàn học đi, đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Tối nay tự ôn tập cũng có thể xem trước cách để lấy điểm. Bắt đầu từ hôm nay, tiền tệ đã có trong tay, còn có nguồn tài nguyên sẵn có, đều không được phép trao đổi trong trường học. Bản thân dùng để luyện công thì được, nhưng không thể dùng để trao đổi buôn bán. Ở trường học, cho dù là ăn cơm uống nước hay là tu luyện bí tịch đang dược gì, đều phải dùng điểm để đổi. Trong vòng một tháng không kiếm được điểm thì tự động thôi học. Trong vòng 3 tháng không kiếm được 50 điểm thì tự động thôi học trong nửa năm không kiếm được 200 điểm tự động thôi học. Trong một năm không thể đột phá được thai tức tự động thôi học. Liên tiếp nói ra bốn cái tự động thôi học, đến nỗi sát khí bừng bừng khiến cho lòng người sợ hãi. Nhưng ngồi được ở đây đều là thiên chi kiêu tử, cũng chẳng có ai thật sự để tâm. Điểm sao? Đây chẳng phải là đã nắm chắc trong tay rồi ư. Trước đây, lúc ở trường võ, không phải cũng cần kiếm điểm, giao dịch tài nguyên gì sao, cũng chẳng có gì mới lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên, tạm thời cho các ngươi thả lỏng nghỉ ngơi, không can thiệp vào hành động của các ngươi. Nhưng bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, lúc 5 giờ sáng, tất cả phải vào vị trí, bắt đầu tu luyện, đối chiến, lấy thành tích thật sự để xếp hạng trong lớp. Văn Hành Thiên nhàn nhạt nói, cách thức tiến hành, ẩu đã, tàn sát. Tan học rồi, Văn Hành Thiên ra ngoài trước, đám học sinh đằng sau cũng lập tức ùa ra. Vừa ra khỏi cửa, đọc ngay vào mắt đám học sinh, khiến bọn hắn sửng sờ một lúc. Chỉ thấy đám người phía trước, ai nấy cũng đều mặc võ phục của tiềm long. Chính là các loại võ phục màu trắng có hoa văn hình con rồng ngay trước ngực. Dương mắt sang nhìn, tổng cộng có hơn một 000 người. Những người này vây thành một vòng tròn cực lớn, cực hùng tráng. Có một số học sinh hình con rồng trước ngực chỉ có ba móng, còn bộ phận số ít thì có bốn móng. Hiển nhiên, số lượng móng vuốt của hình rồng là dùng để phân biệt năm 2, năm 3 và năm 4. Còn đám người tả tiểu đa đương nhiên chỉ là năm 1 mới đến, võ phục vẫn còn chưa phát. Nếu phát rồi, thì nhìn điệu bộ này cũng biết, ừ, um, chính là chỉ có một móng vuốt được theo trước ngực mà thôi. Chào chủ nhiệm văn, hơn một ngàn học sinh đồng thời chào hắn giọng nói âm vang cuồn cuộn trong không khí văn hành thiên nhàn nhạt nói hết chuyện làm rồi sao đến đây chờ xem kịch ư một học sinh từ trong đám người cười phá lên nghe nói kỳ này là lứa thiên tài nhất từ trước tới giờ bọn ta thấy hứng thú nên đặc biệt qua đây làm quen các học đệ xem thử thiên tài là như nào một học sinh khác cất giọng lên cười đặc biệt trong này còn có giáo chủ mà bọn ta tâm tâm niệm niệm nếu không đến đây bái kiến một chút há chẳng phải là thất lễ rồi sao một trận cười vang lên dữ dội lý thành long và hạng băng đỏ mặt tía tai trong đó hạng băng càng tệ hơn hôm nay dường như ai cũng nhắc đến giáo chủ nhưng tên của vị giáo chủ này như nào còn không phải là do đánh nàng mà ra sao bảo sao nàng không vui không tức giận không căm hận trong lòng cho được. Gương mặt của tả tiểu đa vẫn bình tĩnh, bước lên phía trước chào Lý Thành Long. Mọi người tránh ra chút nha, bọn ta phải ra ngoài rồi. Có chuyện gì sau này chúng ta nói tiếp. Lần này mới đến, mong mọi người chiếu cố thêm. Nhìn thấy là hai người họ bỗng chốc có không ít người phá lên cười. Giáo chủ, kiếm vương. Trong tiếng gọi đó có rất nhiều người chỉ đơn giản là đang đùa vui, thậm chí là đùa bỡn. Nhưng cũng có không ít người là đang pha trò dí dỏm hoặc đầy ý sâu xa. Còn có một số người, giọng nói xen lẫn đố kỵ và thù địch. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng chỉ cười ha ha, giống như chưa nghe thấy gì. Hai người không ngừng nhiệt tình vẫy tay, giống như Minh Tinh đang gặp fans, lách ra khỏi đám học sinh này ung dung đi ra ngoài. Ở nơi xa, Triển tiểu phi mỉm cười đi tới trên đỉnh lầu có mấy cặp mắt khác đang chăm chú quan sát tất cả một trong số đó đương nhiên là hiệu trưởng diệp trường thanh ngoài ra những cặp mắt khác thì nhìn từ tòa lầu khác ánh mắt hoặc là ảm đạm hoặc là u ám đây chính là thiên tài mà diệp trường thanh xem trọng nhất sao một trong số đó điềm nhiên hỏi đây là tả tiểu đa đã giết đám người yến nhi ư có người lên tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh như nước, không một chút gần sóng. Đây là tả tiểu đa đã giết chết Ngô Vân Thiên. Đây là tả tiểu đa tự xưng là thiên tài số 1 sao. Đây chính là tả tiểu đa, hạt giống số một trong lòng Diệp Trường Thanh. Năm người dùng năm giọng điệu khác nhau để hỏi, dường như mỗi người đều rất bình tĩnh, điềm nhiên, hoàn toàn không chút dao động cảm xúc nào nhưng trong lòng mỗi người đều nghĩ rốt cuộc là như nào, mà lại chính người mười ý như vậy. Cao Võ Tiềm Long chỉ có một hiệu trưởng, nhưng lại có tới 8 hiệu phó. Trong đó, ngoại trừ hiệu phó 1 là hạng hiệu, bị ám toán mà tạo thành vết thương vô cùng lạ kỳ, mùi thối bức người mà nhiều năm không ra ngoài. Còn lại những người khác đều đang ở đây. Mùa khai giảng, nhưng chỉ thấy dáng vẻ tranh quyền đoạt thế của mấy hiệu phó hoàn toàn chuyển lộ ra hết. Còn hiệu trưởng Diệp Trường Thanh thì bị tổn thương tâm mạch. Cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì được 3 năm thì sẽ không thể nào tiếp tục được. Cũng chính là nói sau 3 năm nữa, Cao Võ Tiềm Long sẽ ngân đón một vị chủ nhân mới, hiệu trưởng mới. Lúc đó sẽ là lúc thay đổi triều đại. Còn đám người tả tiểu đa lúc này cũng đang bắt đầu nhập học. Có thể nói, một khi trận bão táp phong ba sắp sự ập đến, thì đám người tả tiểu đa dường như đã đúng lúc xông vào nơi đầu sóng ngọn gió. Còn bây giờ, tả tiểu đa hình như vẫn chưa biết gì về những chuyện này, hoặc là cho dù biết cũng chưa chắc để tâm. Đây là ký thúc xá cho bọn ta sao? Tả tiểu đa nhìn tòa biệt thự độc lập, chiếm một diện tích cực lớn bên cạnh trường học đặc biệt là cái sân rộng 1.000m2, nhất thời mặt mày ngơ ngác không dám tin. Không phải, chỉ là cho các người thuê mà thôi. Truyện tiểu phi nhàn nhạt nói. Bọn ta tự thuê. Đúng, tự thuê. Truyện tiểu phi lấy một hợp đồng thuê nhà ra. Các người sẽ thuê căn biệt thự này với giá 1 triệu một năm, hiểu chưa? Đùa sao? Tả tiểu đa lắc đầu thật mạnh, Ta thà sống ở khu ổ chuột, cũng sẽ không bỏ ra một triệu sống một năm ở đây đâu. Bỏ ra hay không là chuyện của các người, nhưng hợp đồng các người nhất định phải ký, không ký không được. Triển Tử Phi truyền âm nói. Đây là tài sản cá nhân của hiệu trưởng, mấy tên khốn các người, mỗi tháng chỉ cần bỏ ra 50 đồng tiền thì có thể sống ở đây lâu dài. Còn hợp đồng này chẳng qua là che mắt người ngoài, ký mọc. Vậy sao? cái giá 50 đồng đúng là cái giá yêu thương. Thật ra cái ta có là tiền đó nhờ Thu gom của cải là sở thích của ta mà. Nhưng phải tiêu mới có thể kiếm. Kiếm nhiều tiền mà không tiêu thì cả người ta cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy lắm mà. Tạ Tiểu Đa lập tức thay đổi thái độ. Sau đó hắn hết sức phấn khởi ký hợp đồng rồi cùng Lý Thành Long dọn vào trong. Lão đại, ta muốn ở cùng phòng với ngươi. Chúng ta ở phòng nào? Lý Thành Long hỏi. Tạ Tiểu Đa đột nhiên sầu não, mở miệng chửi. Cái tên tán tận lương tâm Lý Thành Long nhà ngươi. Ngươi có thể cho ta chút không gian riêng tư không? Cả căn biệt thự này tận mười mấy cái phòng ngủ. Chỉ có hai chúng ta ở. Ngươi còn muốn ở cùng phòng với ta? Lẽ nào giới tính của ngươi có vấn đề gì sao? Lý Thành Long vẫn rất là cố chấp. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng phải ở cùng phòng với ngươi viêm dương chân kinh của tả tiểu đa có giúp ích rất lớn cho lý thành long nói thế nào hắn cũng sẽ không chịu từ bỏ này anh trai tả tiểu đa khẩn cầu ta biết người muốn làm gì nhưng mà hai chúng ta cùng phòng luyện công không phải là được rồi sao sao phải cùng chung phòng ngủ chứ lý thành long do dự hồi lâu rốt cuộc mới đồng ý vậy cũng được Tạ Tiểu ra vừa được giải tỏa căng thẳng, lau mồ hôi, lẩm ba lẩm bẩm. Lão tử sợ khều người một phát thì sẽ có gì đó. Hả? chẳng phải ta có nhảy xuống dòng sông rửa cũng không có sạch sao. Sự thanh bạch ngàn vàng của ta chẳng phải xong đời rồi ư. Triển Tiểu Vi ở một bên nghe liếc mắt nhìn hai người. Hai người ở lại tự dọn dẹp phòng mình. Phòng luyện công ở lầu 4 Tả Tiểu Đa chọn lầu 3 ở, Lý Thành Long thì ở lầu 2. Tả Tiểu Đa thả mình xuống giường, hai tay gác ra sau đầu, như đang suy nghĩ chuyện gì. Cả ngày nay báo danh, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cao võ tìm Long này nhìn sơ qua, dường như là có mấy bên xung đột qua lại. Ông đây chẳng phải đã xông vào trong vòng xoáy rồi ư. Không chỉ như vậy, hoàn toàn chẳng cảm nhận được sự đoàn kết khi thế dân trào của một trường cao võ nên có cao võ tiềm long cho tải tiểu đa cảm giác giống như đang bước vào phủ thống đốc các vương thế lực đều tự kềm chế cản trở lẫn nhau ai ai cũng vắt cản ốc để tranh đấu ra sức muốn đạp người khác xuống để mình leo lên đại khái giống như trên quan trường không thể không nói đúng là rất không bình thường tải tiểu đa suy nghĩ bao gồm cả việc bản thân bước vào căn biệt thự này dường như đã có mưu tính gì bên trong vào đây ở hệ số an toàn bỗng chốc tăng lên không dưới ngàn lần nhưng cả trường học hình như chỉ có hai người họ là có được đãi ngộ này há chẳng phải biến hai người trở thành mục tiêu sống rồi sao về điểm này tả tiểu đa tự hỏi không có sợ từ đầu đến cuối đều lợi nhiều hơn hại nhưng trước khi làm rõ rốt cuộc là ý tốt hay ý xấu vẫn là không muốn bị người ta lợi dụng một cách trắng trợn sau hôm nay sẽ có vô số định ý đặc biệt rất nhiều học viên các lớp cao hơn là nhắm vào mình mà đến lẽ nào tất cả học viện cao võ đều như vậy thôi vẫn là đi một bước tính một bước thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng còn có một số chuyện khiến tả tiểu đa bất mãn là cái nhà này tuy lớn thì có lớn thật nhưng mà cũng quá trống trải rồi không có một nơi trú ẩn nào bản thân làm sao mà luyện trùy. Đây chính là một vấn đề lớn cần giải quyết trong thời gian ngắn. Vừa mới đi một vòng tìm kiếm, căn biệt thự này cũng có một tầng hầm. Nhưng làm sao có thể luyện trùy ở tầng hầm chứ? Đánh hai trùy xuống thì biệt thự coi như tan tành, xem ra phải nghĩ cách thêm rồi. Trong lúc tải tiểu đa đang suy nghĩ, chỉnh lại ga đệm trên giường, chính giữa khoét một miếng lớn, sau đó trải miếng tinh hồn ngọc thượng phẩm có được ở trên đường lên phía trên. Ừ, vừa khít nha. Lão tử dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm làm đệm lót, vừa ngủ vừa luyện công. Có tiền, chính là tùy hứng như thế. Tên Lý Thành Long kia còn vọng tưởng muốn đầu gối má kề với lão tử sao? Người mơ mộng hảo huyền quá rồi. Tả tiểu đa lặng lặng vận chuyển công pháp, vận chuyển 99 vòng, đạt đến một vòng tuần hoàng tự chủ hoàn hảo, mì mắt nặng rỉu chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, Tả Tiểu Đa từ hồ mơ thấy con Tiểu Long đã lừa điểm khí vận của mình khi trước. Con Tiểu Long đó rõ ràng rất hưng phấn. Người tới rồi, thật tốt quá, cuối cùng cũng có người đến chơi cùng ta. Tả Tiểu Đa rất là không thích nó. Cút qua một bên. Có được đồ tốt từ ta, nhưng lại chẳng cho ta chút gì. Ta cần thứ bạn như ngươi mà làm gì? Tiểu Long rất là uất ức. Ta thật sự không có độ tốt gì để cho người cả. Ta nghèo. Tả tiểu đa đương nhiên không để tâm, lập tức đuổi con tiểu long ra khỏi mộng cảnh. Không có sao? Ngồi trên núi vàng mà nói mình nghèo. Rõ ràng có tài phú lớn ở trong tay. Vậy mà chẳng cho ta cái gì. Cậu muốn kết bạn cùng ta sao? Này Long Huynh, người nghĩ quá nhiều rồi. Tả gia ta chịu thiệt thòi. Từ trước đến nay cùng lắm chỉ một lần thôi. Không có lợi thiên vương lão tử cũng không được. Coi tiền tài lão tử gom góp là công cốc sao. Tiểu Long cảm thấy rất ức ức khi bị tả tiểu đa ném ra khỏi mộng cảnh, hóa thành một cơn gió, mình tư khổ tưởng ở trong không trung. Người anh em tốt muốn đòi đồ tốt, ta không có, phải làm sao đây? Trên lầu 2, Lý Thành Long không có tâm tư thoải mái như tả tiểu đa nên cũng không ngủ sớm được hắn suy nghĩ tinh tế chu đáo hơn cũng suy nghĩ phức tạp hơn tả tiểu đa rất nhiều thứ tả tiểu đa chú ý đến lý thành long cũng chú ý đến tả tiểu đa không chú ý lý thành long vẫn chú ý chuyện này không đúng thật sự không đúng cũng không biết tả lão đại có phát hiện ra không à, với tinh khí tùy tiện của hắn chắc là phát hiện không có nhiều nhưng ta buộc phải quan tâm mấy thứ này thôi nếu không, sự tồn tại của ta há chẳng phải biến thành vật trưng bày ư? Lý Thành Long cau mày suy nghĩ, phát huy năng lực nhìn qua đã nhớ của mình, lần lượt tổng kết những gì đã nhìn, đã nghe, đã tiếp xúc từ mấy ngày qua. Sắp xếp bọn ta ở trong căn biệt thự tư nhân này, có phải là có ý gì hay không? Nếu như bọn ta ở ký túc xá, trường học không chắc có thể đảm bảo an toàn cho bọn ta. Nếu như vậy, Hiệu trưởng chẳng phải đã mất quyền kiểm soát ngôi trường này rồi sao? Ừ, chỉ ít cũng là mất đi một phần đi. Nhưng tại sao lại vậy? Mãi cho đến 12 giờ đêm, Lý Thành Long vẫn trầm ngâm suy nghĩ ra được bảy tám manh mối, càng nghĩ càng phức tạp, nhưng cũng không có gì mới để hắn tham khảo, suy luận chìm vào bế tắc khó mà tiếp tục. Thôi bỏ đi, để ngày mai tìm hiểu chuyện ở trường học rồi tính tiếp bây giờ những thứ này chỉ có thể nói là hiện tượng bên ngoài không đủ cơ sở để đưa ra kết luận nhưng tình trạng này phải giải quyết thật sớm có thể sớm bao nhiêu thì sớm bấy nhiêu nơi đầu sóng ngọn gió này ta và tả lão đại thật sự không thể chịu nổi lý thành long lặng lẽ suy nghĩ chính như văn hành thiên đã nói sợ là tìm long sẽ xảy ra nhiều chuyện hai người vừa đến thật sự không tầm thường sức mạnh sau khi tư tưởng của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long chạm nhau, sẽ phát ra năng lượng lớn như nào, không ai có thể tưởng tượng được. Sáng ngày hôm sau, giống như Văn Hành Thiên nói, bắt đầu đối luyện sinh tử. Cả lớp tàn sát lẫn nhau, từng người tuyên chiến. Văn Hành Thiên chấp hai tay sau lưng quan sát trận đấu. Ai nấy đều muốn có một thứ hạng tốt, đương nhiên là sẽ dốc hết toàn lực chiến đấu Đánh đến bụi bay mù trời, trận chiến trở nên kịch liệt. Sắc mặt của Văn Hành Thiên đầy điềm tĩnh, chắp tay đứng thẳng, đứng bên ngoài sân đấu. Mỗi một trận chiến đang diễn ra trong sân, hắn dường như không quan tâm. Nhưng thật ra, đã nhìn thấy rõ mọi trạng thái, thực lực, tình hình chiến đấu của mọi người. Hắn thân là tu giả ngự thần, tu vi thần thức phân bố khắp trường đấu võ này. Không tồn tại bất kỳ gốc chết nào còn tinh thần lực của hắn càng liên kết với 30 viên hồi thiên đan bên trong nhẫn không gian. Cho dù là vết thương chí mạng, hồi thiên đan cũng có thể cứu về trong phút chốc. Còn có các loại đan dược, các loại dược dịch cao cấp khác. Trong nhẫn không gian của hắn có thể nói muốn có là có, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Trong trường học, 100 khoang điều dưỡng đã chờ sẵn vị trí, vẫn giữ trạng thái có thể ném người vào trong bất cứ lúc nào. Những khoan điều dưỡng này đều là cao cấp nhất. Mỗi năm và mùa khai giảng cho tân sinh, trong tháng đầu tiên, những thứ này đều sẽ được mở miễn phí. Đây chính là nền tảng của cao võ tiềm long. Hơn nữa, đây còn là một phần cực ít, một góc của băng sơn cực kỳ nhỏ bé. Học phí cá nhân khi học ở cao võ tiềm long mỗi năm cao đến 5 triệu tinh nguyên tệ, tất nhiên là cực kỳ đắt. Nhưng mà số tiền này lại không hề lãng phí bởi vì tu võ có thể sẽ chảy máu bị thương hy sinh bất cứ lúc nào còn ở cao võ tiềm long chỉ cần ngươi không tử vong tại trận có nghĩa là ngươi không chỉ không sao mà còn có thể hồi phục lại trạng thái vẹn toàn trong thời gian rất ngắn cơ mà những thứ này đều phải cần tiền cần một số tiền rất lớn còn có lực lượng giáo viên cũng là hàng đầu của đại lục sức mạnh của những giáo viên này có lẽ chưa hẳn là cường giả lợi hại nhưng về phương diện giáo dục học sinh tầm nhìn kinh nghiệm định hướng bồi dưỡng cho dù là những nguyên soái tuyến đầu cũng chưa chắc bị được mỗi ngành mỗi nghề đều có chuyên môn riêng chính là như vậy chẳng hạn như văn hành thiên bây giờ hắn chỉ đứng một bên quan sát thì có thể xác định được rất là nhiều chuyện rồi rất nhiều học sinh tu luyện đều là võ học gia truyền tâm pháp gia truyền nhưng mà khi lên chiến đấu Văn Hành Thiên có thể dễ dàng phán đoán ra tư chất kinh mạch của những học sinh này có thích hợp với công pháp của hắn ở cao võ tiềm long hay không. Một khi xác định được thì sẽ bắt buộc sửa đổi. Cũng không tệ à. Lúc này Văn Hành Thiên đang quan sát trận chiến của Lý Thành Long. Trận chiến của tả tiểu đa thì không cần phải xem nữa. Đã đánh xong rồi, bây giờ đang ngồi một bên, bình tĩnh giống như một giáo sư đang ngồi nghỉ ngơi từ đầu cho tới cuối chỉ xuất có hai quyền. Một quyền đánh bay hàng xung 13 m một quyền đánh mạnh tường quân bay ra 17 m sau đó còn giả vờ ra vẽ nói một câu. Hai người không cần đánh nữa, ta đã phán định được thắng bại của hai người rồi. Vừa rồi ta chỉ dùng sức lực bình thường đánh hai người, vẫn là hạng xung mạnh hơn chút. Khi thế cao cao tài thượng của lớp trưởng đại nhân đã được bộc lộ ra hết, hai quyền vừa đánh ra nguyên cả lớp bao gồm cả Lý Thành Long muốn đánh hắn, cũng chẳng còn ai tìm hắn chiến đấu nữa. Đâu có ai ngốc chứ. Bây giờ mà tìm đến tả tiểu đa thì chính là tự hành xác. Xong chuyện còn bị người khác cười cho một trận chẳng có lợi gì. Nhưng Lý Thành Long thì khác. Đừng thấy nhiều người mở miệng gọi hắn là giáo chủ, thái độ còn rất cung kính, nhưng khi ra tay thì chẳng chút lưu tình liên tiếp đấu mười mấy trận, Lý Thành Long bị đánh cho khắp người trên dưới đều sưng như quả bóng, mặt mũi bầm dập. Nhưng sưng thì sưng, vẫn phải bảo vệ địa vị lớp phó của mình, nắm chắc hạng hai. Hạng Xuân xếp thứ ba, Mạnh Trường Quân xếp thứ tư, Vũ Huyền Nhi xếp thứ năm, Bị Nhất Bảo xếp thứ sáu, Hách Hán xếp thứ bảy, Giả Cuồng xếp thứ tám. Còn Hạng Băng... Hạng Băng... Văn Hành Thiên trực tiếp cho dừng trận đấu của hàng băng. Ngươi là đang làm gì? Bắt cá hay sao? Giọng điệu rất là nghiêm khắc. Gương mặt của hàng băng tái mét. Nàng đã liên tiếp mấy trận bị đối thủ áp chế, trận nào cũng bại. Người chiến đấu như vậy sao? Bá vương quyền của hạng gia các người đâu rồi? Văn Hành Thiên tức giận nói. Bị ngươi tưởng là cơm, ăn mất rồi sao? Trong mấy trận chiến vừa rồi, hạng băng chẳng hề đánh ra được chút khí thế nào. Mỗi trận đều khoanh chân bó gối. Đặc biệt là trận cuối cùng này, sức mạnh của đối thủ còn kém hơn nàng không chỉ một bậc. Nhưng đánh nửa ngày không thu phục được thì thôi đi, thậm chí còn bị rớt lại sau. Nguyên nhân cơ bản, chẳng qua là do rụt rè, không dám bắt đầu. Chiến sự một khi ngại ra tay thì làm sao mà đánh, đánh thế nào cũng đều thua thôi. Hạng băng đi tới sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt trực chờ nơi khóe mắt như sắp muốn khóc. Người còn có mặt mũi khóc sao? Người còn cần chút sĩ diện nào không? Văn hành thiên mắng người cũng chẳng chút lưu tình, sắc mặt tối sầm. Bá vương quyền của hạng gia các ngươi bị người đánh thành vương bác quyền rồi. Hận không thể nào thu cả người lại vào trong mai, còn đánh quyền cái gì chứ? nước mắt của hạng băng rút cuộc cũng tuôn rơi khóc hu hu. Khóc cái gì mà khóc, còn khóc nữa thì cút về hàng gia đi. Ta đến làm giáo viên, không phải đến để dỗ con cho hàng gia các ngươi. Văn hành thiên mắng, hàng sung thấy sự tình không có ổn, vội vàng tiến lên một bước. Thầy Văn, tiểu băng chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được. Ngươi còn có mặt mũi đứng ra nói sao? Văn Hành Thiên tức giận nói. Chỉ dựa vào biểu hiện kém cỏi của người, thì cảm thấy mình đậu rồi sao? Đứng thứ ba cả lớp, cảm thấy vinh quang lắm ư. Bị người ta đánh một quyền bay 13 mét, ngay cờ dũng khí đánh chiêu thứ hai cũng không có đã nhận thua rồi. Đó chính là khi khái bá vương của hạng gia các người ư, là nhận thua ra được cái khi khái này sao? Không cảm thấy nhục ư. Lời này cho dù là ông tổ người, ta cũng sẽ nói như vậy. Chỉ với chút tiền đồ này của các người, hạng gia tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi. Văn Hành Thiên nói liên thuyền. Hạng sung à, nếu không muốn hạng gia không có người kế tục, thì mau chóng về nhà cưới vợ nối giỏi đi. Hạng băng, người cũng vậy, mau chóng về nhà tìm chồng, sinh con đi. Lão tử không có muốn dạy học sinh giống như các người. Lời này nói có hơi nặng quá rồi. Hạng băng thở hổn hển, quên cả khóc, tức giận nói. Thầy Văn, người nói lời này có hơi quá đáng rồi. Bản thân ta không cố gắng là chuyện của ta, không liên quan gì đến anh ta, càng không liên quan gì đến gia tộc ta. Người còn biết mình không cố gắng sao? Văn Hành Thiên chế nhạo nói. Trong bộ dạng, vậy mà còn biết tức giận ư? Ngay cả giao chiến người còn không biết, còn có tư cách gì mà tức với giận? Ồ, chẳng lẽ ở lòng hộ bản, người bị Lý Thành Long điên cuồng đánh cho một trận, từ đó để lại di chứng rồi ư, không dám đánh nhau tiếp, biến thành con rùa rụt đầu, bị phế rồi sao, nên mới liên tiếp bị đánh bại. Vậy ngươi đến cao võ tìm long mà làm gì? Làm cảnh hay làm bình hoa? Hay là làm bia đấm? Đây là làm hậu cần tăng thêm lòng tin cho người khác ư. Văn Hành Thiên mỉm cười nói. Ta có nói người sai câu nào không? Chính thái độ này của người có khác gì chim sợ cành công, cá bị xa lưới người cũng xứng là người nhập đạo tu hành ư. Ừ. Hạng sung bị vứt sang một bên, lại không có nhìn được, lên tiếng bên vực. Mấy ngày nay, tiểu băng vẫn luôn cố gắng khắc phục. Tuy càng chiến càng bại, càng bại là càng chiến. Nhưng lần trước, thật sự bị đánh rất thê thảm, ám ảnh trong lòng không thể tiêu tan trong nhất thời được. Nói rồi không kìm được mà hung hăng nhìn Lý Thành Long một cái. Lý Thành Long trưng ra nét mặt ngơ ngác vào đầu bức tay dáng vẻ bây giờ của hàng băng Vậy mà lại do hắn đánh mà ra sao Nhưng ta là oan uổng mà Sao có thể trách ta được Văn Hành Thiên nheo mắt nói Ám ảnh tâm lý Lý do này hay Mạnh mẽ quá đi Đáng tiếc Lý do này không có ích gì đối với ta Ta mặc kệ các ngươi xuất thân tự gia tộc nào Cũng mặc kệ thân phận bối cảnh các ngươi ra sao Các ngươi có bệnh gì Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày mà thôi hắn giơ ra ba ngón tay nếu không thể khắc phục được chướng ngại tâm lý hoặc là cút đi ngay hoặc là rời khỏi lớp tà bây giờ bảng xếp hạng đã định rồi hạng băng xếp vị trí cuối những người khác không được chủ động khiêu chiến hạng băng sau đó văn hành thiên lại cầm danh sách tới tự ý gạch bỏ tên của hạng băng lạnh lùng nói trong vòng 3 ngày nếu vẫn không thể nào thay đổi được hiện trạng cái tên này vẫn sẽ bị gạch bỏ. Ngoài ra, ai được ta gọi đến tên, bước lên trước một bước. Mấy người các ngươi tu luyện võ học gia truyền chẳng có chút tiền đồ gì. Chiều nay tập trung lại đến võ tàn cát, lựa chọn môn võ thuật thật sự phù hợp với mình đi. Nói rồi Văn Hành Thiên liên tục gọi ra bảy cái tên, cùng với lý do tại sao không thể tu luyện võ học gia truyền lần lượt đều nói rõ ra hết. Mỗi người đều thoải mái tiếp thu tâm phục khẩu phục cộng thêm bội phục thầy đúng là thầy suy cho cùng là tu giả ngự thần nhãn lực kiến thức kinh nghiệm đều ở đẳng cấp cao nói trúng tim đen lý thành long công phu của ngươi không thành vấn đề nhưng căn cơ của ngươi chưa đủ bất luận là thân pháp bộ pháp hay quyền cước đều còn quá kém đạt thi viên dung còn xa cách viên mãn càng xa hơn cho ngươi ba ngày chiến đấu với hạng băng liên tục đối chiến không được nghỉ. Hoặc là ngươi lĩnh ngộ được quyền hồn, bù đắp thiếu sót của bản thân. Hoặc là trực tiếp đánh nàng ta ra khỏi tiềm long Chuyện này mới có thể tạm thời dừng. Văn Hành Thiên nói, tại Tiểu Đa vừa nghe hai mắt đột nhiên sáng, khoáy miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, đầy quái dị. Bây giờ là 9 giờ, 9 giờ rưỡi bắt đầu đại điển. Buổi chiều làm quen trường học, ba ngày sau chính thức nhập học tuy ba ngày này không có dạy học nhưng mà nếu sau ba ngày không có ai tiến bộ đồng nghĩa trực tiếp cút khỏi đây cách dạy học của văn hành thiên có thể nói rất là đặc biệt lại rất là khác người rất ngang ngược rất bá đạo nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất là bình thường tu luyện võ đạo ôn hòa nhã nhặn quá sẽ khiến cho người ta trầm luân trong sự dịu dàng không chịu cố gắng vốn dĩ ở trường học cho dù thiên tài có lợi hại ra sao cũng bị thầy giáo đánh vô số lần thôi. Bao gồm cả anh em hàng sung và hàng băng cũng cảm kích nói. Dạ, cảm ơn thầy. Cho dù mắng khó nghe ra sao, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra phương án tốt nhất để giải quyết được tâm bệnh của hạng băng. Tâm bệnh của hàng băng bắt đầu từ trận chiến cùng Lý Thành Long. Gỡ chuông, phải tìm người buộc chuông. Đánh với ai cũng không tốt bằng đánh với Lý Thành Long. Nhưng mà bản thân hạng băng lại không thể nào chủ động tìm Lý Thành Long khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa nhập học mà người đã chạy theo người ta đối chiến thì giải thích như nào? Người ta có thể ứng phó người một lần, nhưng sau một lần thì tuyệt đối không có loại đạo lý như vậy. Đối chiến trên võ đài lúc trước thắng thua đã rõ ràng rồi mà ngươi còn bám theo không tha là có ý gì? Hả chẳng phải hạng gia các ngươi không chịu thừa nhận mình đã thua, có cần mặt mũi nữa hay không? Mặc dù hạng băng biết rõ chuyện này, đôi chiến với Lý Thành Long chính là phương thức tốt nhất để trị khỏi tâm bệnh của bản thân nàng, nhưng vẫn luôn không dám biến thành hành động. Bởi vì làm như vậy rất có khả năng sẽ bị phản tác dụng, gồng may còn có thể trực tiếp bị đuổi đi. Bây giờ có được sự sắp xếp trực tiếp của Văn Hành Thiên lại đương với ý nguyện. Lúc này Lý Thành Long cảm thấy cực kỳ vô tội, bản thân nằm không cũng dính đạn, trợn trừng hai mắt mặt mũi đều là vẻ oan ức. Sao lại là ta chứ? Dựa vào đâu? Hôm nay ta đã đánh hơn 20 trận rồi. Sao vẫn muốn ta đánh với con nhỏ này? Đây là chuyện gì? Tạ tử Đa đứng lên nói. Ôi dạo, ta nghĩ là chuyện gì lớn lắm chứ. Không phải là chuyện chiến đấu một trận thôi sao? Hơn nữa, vợ giải chiến đấu thì sao có thể không bị đánh được? Tàn sát chém giết cũng được, võ đài đối chiến cũng được. Ai còn quan tâm người có phải là con gái hay không chứ? Nếu như ở trường hợp này mà còn thương hoa tiết ngọc thì sẽ chết càng nhanh càng sớm thôi. Một đám cẩu độc thân lại thương xót cho vợ của người khác. Hắn không chết thì ai chết chứ? Luôn miệng nói người người bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Sao ở đây cũng không nói như vậy đi? Tạ Tiểu Đa khu tay với Lý Thành Long. Phụ vụ, vụ, chớ có buồn phiền. Đây là chuyện đơn giản tới mức nào chứ? đánh một trận sẽ bị sợ, đánh ba trận có thể vẫn còn sợ, nhưng đánh ba mươi trận thì đã quen rồi. Trước tiên, hai người các ngươi hãy xác định một chút, quyết định xem sẽ đánh bao nhiêu trận, nói số lần trước. Ai thắng nhiều trận hơn người đó thắng. Nào nào, chúng ta cược một trận. Từ người đặt cược nào? Ta cược Lý Thành Long thắng. Ba mươi người các ngươi có thể hợp tác với nhau ức hiếp một mình ta, tất cả đều cược hàng băng cũng được. Ta không có để ý đâu vừa mới nhập học, hơn nữa ta còn là lớp trưởng, coi như là chia sẻ sự giàu có này cho các bạn. Mọi người không có cần ngại nha, cứ ra sức thắng tiền của ta đi. Ta nói ta có sở thích thu gom của cải, thật ra cũng chỉ là nói vậy thôi. Tiếp theo, nói chia sẻ sự giàu có gì đó, thật ra cũng chỉ là có thể. Khuấy miệng của Văn Hành Thiên giật giật hai cái, hai tay lại cảm thấy ngứa ngáy rồi. Mấy câu nói trước của thằng nhóc này còn có chút giống con người nhưng mà đoạn cuối rõ ràng là đê tiện đến một tầm cao mới. Thật sự là vô cùng đê tiện. Đám người hàng sung phủi phủi mông đi mất, vẻ mặt khinh thường. Ngươi còn có mặt mũi làm nhà cái, mở sòng đặt cược hay sao? Loại biết rõ thắng thua như này mà còn muốn lừa tiền chúng ta. Mặc dù có thể đến được đây thì mọi người đều có tiền, nhưng mà một đồng cũng không có cho ngươi. Sau đó mọi người đều đi dự lễ khai giảng. Hiệu trưởng nói lời dạy bảo. Tám hiệu phó chỉ có bảy người tới. Phong cảnh âm nhạc rất là hoành tráng sôi sục. Liệt kê câu chuyện lịch sử về những người tài đã khuất của cao võ tìm long, thành tích vẻ vang của học viên xuất sắc. Sau đó bắt đầu cổ vũ một lúc. Tạ Tiểu Đa đứng ngủ gật ở bên dưới ngủ rất ngon mơ rất đẹp. Thẳng cho tới lúc lễ tang mới bị Lý Thành Long tác một cái gọi dậy. Mọi người đều đi nhận quần áo võ đạo mỗi một người nhận đủ 10 bộ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ca võ tiềm long thật sự không hề keo kiệt về mặt này một chút nào. Nhưng mà tạo hình trang phục thật sự có chút giống cổ phục. Sau khi mặc lên, từng bộ đồ trắng tung bay. Nam thì anh Tuấn phong khoáng, nữ thì mạnh mẽ hiên ngang. Tạ Tiểu Đa và Lý Thành Long đều không mặc vào, bởi vì hai người còn phải đối mặt thách đấu. Tạ Tiểu Đa vốn không có ai thách đấu, lúc này đang trực tiếp đối kháng với sự vây đánh của sáu người nhất trung trú quân điểm. còn lý thành long đang đôi chiến thành một đoàn cùng hạng băng quyền thuật lẫn lộn đánh đấm lẫn nhau hết sức quyết liệt không ai nhường ai khi hạng băng chiến đấu với lý thành long đã không còn sợ đông sợ tây rụt đè do dự như trước hoàn toàn thả lỏng mỗi chiều mỗi thức đều vô cùng mạnh mẽ với loại trạng thái tấn công gần như là không cần mạng ta mất mặt trong tay ngươi, thì sẽ tìm lại từ chính chỗ của ngươi. Đó là lý do bầu không khí chiến đấu giữa Lý Thành Long và Hàng Băng còn kịch liệt hơn một mình tải tiểu đa đấu với sáu người. Chỉ nghe thấy âm thanh bang bang, vang vọng nặng nề giống như tiếng trống. Không lâu sau, mặt mũi của hai người đều bầm dập, hoàn toàn khác lúc bình thường. Nhưng cho dù tình trạng của hàng băng có khôi phục, thể hiện hết tất cả thực lực, đáng tiếc là trong khoảng thời gian sau khi kết thúc cuộc tỷ thí, gần như ngày nào Lý Thành Long cũng bị tả tiểu đa đánh cho bầm dập tơi tả, còn có tu hành luyện công ngồi kế bên hắn hưởng ké nữa. Ngoài năng lực kháng đòn, còn có tiến bộ vượt bậc ra, thì tu vi toàn thân cũng đã thăng cấp vượt xa hạng băng. Trận đối chiến lần này, Lý Thành Long chiếm ưu thế rất lớn. Hai bên như cưỡi linh lưng cọp, giáo chủ đại nhân cũng không khách sáo, túm chặt lấy tóc của hàng băng đánh cho một trận như tử không hề nương tay liên tục đánh cho tới khi vỡ đầu chảy máu không đứng dậy nổi rơi vào hôn mê thì lúc này mới dừng tay đúng là bà điên lý thành long sờ sờ da đầu mình nghĩ lại còn rùng mình may mà ông đây để đầu đinh nếu không đánh mấy trận như này chắc là hói đầu luôn hai người tới đây đưa hàng băng vào khoang điều dưỡng hai mươi phút sau đưa nàng ta tới đây tiếp tục chiến đấu. Văn Hành Thiên không chớp mắt một lúc lâu nói. Lý Thành Long vừa nghe đến khoan điều dưỡng đã lập tức tỉnh táo tinh thần. Thầy, còn ta thì sao? Ta có thể đến khoan điều dưỡng được không? Người ư, ừ, người thì không cần đâu. Chuyện bây giờ người nên làm là nghĩ kỹ xem. Mình đáng ra không nên chịu bao nhiêu đòn tấn công quyền thuật trong trận chiến vừa rồi. Thù vị của người đến nay chắc chắn là cao hơn hàng băng nhưng nói đến kỹ năng quyền thuật, sử dụng chiêu pháp một cách tinh tế, kỹ càng, thì thật sự là còn kém rất xa. Hạng băng thua bởi người, phần lớn là do rơi vào bầu không khí chiến đấu mà người có sở trường. Về cách thức chiến đấu kiểu đó của hai người các người, đánh đấm quyết liệt, 100% dựa vào thân thể gắn gượng chống đỡ. Đương nhiên, người chiến thắng là vì có tu vi cao hơn, năng lực kháng đòn mạnh hơn, cũng chẳng xứng đáng để được khen ngợi. Còn nói đến kỹ năng, người có là thái gì văn hành thiên nhìn sang bên kia sáu người đánh một người mà còn bị tả tiểu đa lần lượt đánh lùi về sau sang đây trợ giúp chút đi đánh tả tiểu đa cho ngươi cảm nhận được một chút loại không khí chiến đấu khác lý thành long ngơ người hóa ra ta không những không được đãi ngộ đưa vào khoang điều dưỡng mà còn phải đối chiến cùng với lão đại một lúc sau Văn Hành Thiên lại thông báo mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng lên vây đánh tả tiểu đa. Ta nói cho các người biết, nếu như hôm nay các người không thể đánh cho tả tiểu đa ngã xuống, vậy thì tất cả các người đều sẽ bị trừ 10 điểm. Điểm ư? Vừa nghe đến điểm của mình, mắt tất cả học sinh lập tức đỏ lên. Trải qua nghe ngóng trong một đêm, mọi người mới hiểu được điểm quý báu dường nào. Ra ngoài rèn luyện một viên nội đan của tinh thú thai tức cảnh lại không thể nào đổi được một điểm. Cho dù đã cộng hết tất cả da, lông, răng, nội đan, xương cốt, vẫn không thể nào đổi nổi một điểm. Linh dược ngàn năm thông thường cần phải gộp 10 cây lại với nhau mới có thể đổi được một ít điểm. Cho dù loại đó rất hiếm gặp nhiều nhất cũng chỉ là một cây một điểm mà thôi. Nhưng mà điểm khi tiêu xài thì rất là nhanh. Ví dụ ăn một bữa cơm cũng đã phải tiêu rất nhiều một điểm có thể mua được 5 cái bánh bao, có thể mua được một món ăn, hoặc là mua được một bát canh. Chữ chưa nói đến nội đan hay là khoan điều dưỡng. Sau một tháng đầu tiên, nếu bị thương nặng cần đến khoan điều dưỡng trị liệu phục hồi cũng cần có điểm. Thứ nhất, vết thương cần phải đủ nặng. Thứ hai, điểm phải đủ để thanh toán. Một phút 10 điểm, tưởng tượng mà xem, đắt cắt cổ luôn. Trường học có công pháp chia ra làm bốn cấp bậc là thiên, địa, huyền, hoàng. Đào pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp, công pháp nội ngoại, tất cả đều có. Võ học cấp hoàng chia sẻ miễn phí, luyện tập tùy ý. Nhưng mà bắt đầu từ cấp huyền, 100 điểm chỉ đủ để thuê thời gian một tiếng xem sơ qua bí tịch. Nhớ nổi hay không? Vậy thì cần phải trả thêm 100 điểm nữa mới tiếp tục lướt xem. Cấp địa khởi đầu với 1.000 điểm võ học cấp thiên 5.000 điểm để đặt nền tảng. Đừng nghĩ người nộp học phí rồi đến được đây thì tất cả những thứ đó người đều có thể tùy ý hưởng dụng miễn phí. Chân tướng hiện thực sẽ khiến người nghi ngờ cuộc đời. Giới hạn điểm tích lũy sẽ khiến người không thể làm gì được. Nằm mơ cũng khó có thể thê thảm được như vậy. Lúc đầu vì muốn thu hút tả tiểu đa và Lý Thành Long đến cao võ tiềm long trong điều kiện có hứa sẽ cấp cho tả tiểu đa 1.000 điểm, Lý Thành Long 500 điểm. Hai người đều cảm thấy như vậy là khá nhiều. Nhưng mà khi thật sự đến ca võ tìm Long rồi mới biết. Cái gì? Cái này là coi hai người bọn hắn là đồ ngu mà chơi đùa sao? Chút điểm tích lũy như vậy mà đủ làm cái gì? Nếu như phải rất khó khăn mới thu được thì 1.000 điểm quả thật rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng mà nói đến giá trị điểm tích lũy chút điểm tích lũy này vài phút là có thể tiêu hết rồi. Lúc này vừa mới nhập học, nên trong tay hai người đều trống rỗng, hầu hết mọi người đến cả một điểm tích lũy cũng không có. Bây giờ còn nghe đến loại nếu như đánh không thắng còn bị trừ điểm, sao không đỏ mắt cho được, thật sự là không thể để mất mặt như vậy được. Sau khi lên cao võ không những không kiếm được một điểm, ngược lại còn bị cắt xén đi 10 điểm, thật sự là không thể cam chịu, quyết không tha thứ chuyện gì nhìn được chứ chuyện này thì không thể nhịn hơn ba mươi người đều nhìn lớp trưởng đại nhân tả tiểu đa giống như đang nhìn một cây máy cho vay điểm phát sáng lấp la lấp lánh cứ giống như soi xám nhìn con thỏ trắng khoan khoan thỏ trắng giơ tay lớn tiếng kháng nghị thầy à nếu đã có phạt phải có thưởng chứ vậy nếu như ta thắng thì khen thưởng là gì đây văn hành thiên thản nhiên nói ở chỗ của ta từ trước tới nay chưa từng có thưởng, chỉ có xử phạt. Người có làm tốt hơn, thì ở chỗ của ta cũng chỉ là chuyện phải làm. Hể mà làm không tốt, thì phải bị phạt. Nếu như ngươi bị hơn 30 người bọn hắn đánh cho ngã, vậy trừ ngươi 50 điểm. Nghe nói khi ngươi nhập học, được tài trợ điểm tích lũy, đủ để phạt nha. Bây giờ thì bắt đầu đi. Hơn 30 người nhào ra ngoài, giống như soi đói. Lòng tả tiểu đa đắng ngét, giống như uống phải thuốc đắng. Mẹ kiếp, còn có thể chơi như vậy sao? Biết vậy thì ta không có hỏi rồi. Khoanh tay ngồi nhìn các bạn học đã nhào đến gần. Tả tiểu đa hét lớn một tiếng sải bước tiến lên. Hai tay vung vẫy thiết quyền, ha ha cười to. Để cho các người thấy sự lợi hại của thiết quyền công tử ta đây. Hắn hét lớn một tiếng, sớm đã bị mọi người bao vây. Lập tức, quyền thuật rơi xuống như mưa. Tả tiểu đa xông bên trái đánh bên phải, ra tay mạnh mẽ, hoàn toàn không có nể tình càng không hề nương tay. Tinh không bộ, lòng mồm thối toàn lực triển khai. Chỉ đáng tiếc, làm gì có một người bình thường nào có thể đến được cao võ tìm long Tù vi của mỗi người ở đây đều dù yếu kém hơn Lý Thành Long, nhưng mà không phải loại yếu hơn rất nhiều. Xông lên giống như ông vợ tổ, tuy sức mạnh của tả tiểu đa vượt qua những người cùng thế hệ rất nhiều, suy cho cùng vẫn là một mình cô độc, một cây không chống vững nhà. Lập tức bị hơn 30 người áp chế, bị đánh ngã, lép vế hoàn toàn. Một khi tả tử đa lâm vào cảnh suy sụp tinh thần, sẽ càng khó trở mình. Chỉ cảm thấy như có giọt mưa rơi xuống cơ thể, tất cả đều nặng nề tàn nhẫn. Sơ xuất một chút, loạn soạn hai tiếng, vành mắt đã lập tức xanh lên. Bắt nạt người ta quá đáng nhở, ta muốn sử dụng tuyệt chiêu. Tả tử đa hét lớn, tinh quang toàn thân đột nhiên lấp lánh, tả tiểu đa toàn lực vận hành tinh không bộ, long môn thối, trích tinh trưởng, tấn công trọng điểm, liên tục xuất kích. Lập tức có rất nhiều người bị đánh văng ra ngoài, gào thét thê thảm, nhưng lại dũng cảm không sợ chết nhanh chóng xông trở về. Là 10 điểm nha, có nói cái gì thì ông đây cũng sẽ không từ bỏ. Không ngờ tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Văn Hành Thiên đứng chắp tay sau lưng, chỉ có miệng đang hét lên. Lên, lên đi, đừng để cho hắn có thời gian hồi phục, đánh chết hắn. Rồi đột nhiên xoay người, Bông dáng lấy một cái đã xuất hiện nơi xa, trầm giọng nói. Sau khi tan học, ta sẽ không quan tâm. Nhưng khi ta lên lớp, nếu có ai dám tới đây nhìn trộm, ta sẽ mất mắt từng người, từng người các người ra. Cút! Quát to một tiếng giống như tiếng sấm liên tục quét qua sân trường. Có vài học viên sắp ra trường đến nhìn trộm, bị dọa cho sợ chết khiếp, co giò bỏ chạy. Vị này không chỉ là giáo viên chủ nhiệm của một lớp, mà còn là bộ trưởng bộ võ đạo của trường học. Hắn nói được là làm được, thật sự là xứng danh. Theo thời gian trôi qua, trận hỗn chiến đã trải qua rất lâu. Đến cả hàng băng cũng đã trở lại. Nhìn thấy một nhóm lộn xộn rối bời thì không khỏi ngẩn người. Người cũng lên đi. Tất cả mọi người cùng nhau đối chiến với tả tiểu đà. Nếu như không đánh ngã được hắn thì đều bị trừ 10 điểm. Văn Hành Thiên ra lệnh cho Hạng Băng. Hạng Băng ngơ ngác một lúc, cũng lập tức vội vàng xông lên. Với tư cách là con cháu trực hệ của Cao Võ Tìm Long và là chắc gái của hiệu phó thứ nhất Cao Võ Tiềm Long, Hạng Băng biết rõ hơn ai hết điểm của Cao Võ Tiềm Long khó kiếm ra sao. Một lớp 35 người, tất cả đều bao vây tấn công tải tiểu đa hợp sức vây quét. Lúc này Tả tiểu đa đã bị đánh tới mức lúng cuốn, cho dù không dùng binh khí, nhưng mà quyền thuật nền mạnh như vậy, tả tiểu đa cũng không có chịu nổi. Cùng với tiếng hét lớn, hơi thở cực nóng đột nhiên bùng lên. Bốn học sinh lập tức phun máu ngã ra ngoài, trực tiếp rơi vào hôn mê, xương cốt rạn nứt, tình trạng vết thương không hề nhẹ. Người đâu, đưa vào khoang điều dưỡng, 10 phút sau trở lại tham gia chiến đấu. Văn Hành Thiên dặn dò, đến cả mắt cũng không chớp một cái trợ thủ của văn hành thiên lập tức gọi vài người đến mang những học sinh hôn mê đi tại tiểu đa thúc giục viêm dương thần công sức chiến đấu tăng mạnh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà đã đánh bay bốn người mới cảm thấy nhẹ nhàng được một chút sau đó lập tức bị đợt tấn công mạnh hơn mãnh liệt hơn liều mạng hơn chèn ép trở lại này các người lại có thể cảm thấy điểm quan trọng hơn tình cảm của chúng ta sao tả tiểu đa cố gắng chống đỡ cả cơ thể đều nhếch nhác gào thét dữ dội. Tình cảm cái cộng long tình khốn nạn này mới ngày đầu tiên, đã liên tục không có lòng tự trọng như vậy rồi. Sớm đã muốn đánh hắn, bây giờ đã có cơ hội, tại sao không cố gắng hết sức đánh hắn ta chứ? Đánh hắn đi, đánh chết hắn đi. Hơn 30 người hô hào chiến đấu hăng say, càng đánh càng liều. Liên tục có người bay ra ngoài, sau đó lại bị văn hành thiên quăng vào khoang điều dưỡng. Sau 10 phút ác chiến như vậy, đã có nhóm học sinh đầu tiên vội vàng trở lại, lần nữa tham gia nhóm chiến đấu. Văn Hành Thiên xem đồng hồ. Bị vây đánh nửa tiếng rồi, ta cũng muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ trong bao lâu, bền bỉ đến mức nào. Vượt ngoài dự đoán của Văn Hành Thiên là tả tiểu đa không chỉ vô cùng bền bỉ, cường độ phản công cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng. Tả tiểu đa gào một tiếng thật dài lao lên bầu trời, trên dưới cơ thể chỉ còn lại một mảnh quần lót quần áo trên người hắn đã bị đánh cho tan nát sạch trơn. Mạnh trường quân và hàng sung lập tức vọt lên theo sát sau. Hai người hét lớn, mỗi người ôm lấy một cái đùi của tả tiểu đa ra sức kéo. Lý Thành Long bay lên và mạnh vào ngực của tả tiểu đa giống như đạn pháo. Bị nhất bảo dùng hết tất cả sức lực của cơ thể, ngay lập tức xuất hiện sau tả tiểu đa, đá 18-19 cái vào mông. Wow, ngài cha, tả tiểu đa vừa hất hạng xung và mạnh trường quân ra là bị rơi vào trong biển bao vây đã một tiếng rồi văn hành thiên lại nhìn đồng hồ trong mắt lấy lên sự tán thưởng còn cứ kinh ngạc tên nhóc này là có thể kiên cường đến như vậy sao còn năm phút nữa sẽ đến giờ ăn trưa nếu như vẫn không thể đánh ngã tả tiểu đa thì xem như những người còn lại đều thua cuộc văn hành thiên hờ hững nói 35 người bao vây một người là không thể đánh thắng nổi, quá là mất mặt, quá là tệ hại, không đáng mặt đàn ông. Vừa nói dứt câu, thế tấn công của 35 người càng trở nên kịch liệt hơn. Viền mắt, mũi, tai, đầu, miệng, ngực, vai, chân, mông, bụng, lưng của tả tiểu đa lập tức đều bị trúng chiêu. Tuy nhiên hai chân hắn vẫn đứng trên mặt đất giống như cột chống trời. Sau khi toàn lực chiến đấu thì hơi nóng khắp người sôi sục như một mặt trời nhỏ. Độ nóng vẫn còn tự do tăng lên từng chút, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều không tránh được, sinh ra cảm giác nghẹt thở. Đám người hàng xung càng đánh càng khâm phục, với sức mạnh của 35 người phe mình đối chiến với một mình tả tiểu đa, vậy mà hắn vẫn có thể chống đỡ cho tới lúc này. Thật sự không biết cơ thể này của đối phương rốt cuộc là chất liệu gì. Rõ ràng bị đánh hàng ngàn lần rồi, vẫn có thể mạnh như rồng như hổ. Cuối cùng, giả cuồng tức giận bay lên lấy cơ thể làm vũ khí cương quyết đâm đầu sang. Một bên khác, hạng sung triển khai một đòn tấn công cực kỳ mạnh, liều mạng đấm liên tiếp ba cú vào tải tiểu đa, thua cuộc trở mình sau khi xương cốt đánh nứt gãy. Mạnh trường quân nhân cơ hội, tiến lên dùng toàn bộ sức lực đá điên cuồng hơn 30 cái vào chân của tả tiểu đa. Tả tiểu đa bị đá liên tục nhiều như vậy rốt cuộc đứng không vững, lão đảo một lúc phòng hộ thân dưới cũng bị vậy mà lộ ra một vài kẻ hở. Lý Thành Long kêu một tiếng lạ kỳ, vững vàng trượt trên mặt đất đi qua, bay lên như sấm chớp, móc chổng ngược người, ngay giữa một tiêu. Mặt của tả tiểu đa méo mó, khép chặt hai chân, liều mạng che đũng quần, kẹp chặt Lý Thành Long ở giữa, hét to lên một tiếng. Hai mắt của Lý Thành Long trợn lên, suýt nữa bị kẹp cho tiểu luôn ra quần, nhưng mà tả tiểu đa vì đối phó với lần tập kích này của lý thành long mà để lộ toàn bộ sơ hở các bạn học cùng nhau về đến mọi người cùng công kích liên tục dùng thủ đoạn xấu xa lớp trưởng tả đáng thương bị đánh đấm khắp người cuối cùng phải quỳ xuống rơi vào các bụi giống như cọc gỗ trận chiến này rốt cuộc cũng kết thúc tả tiểu đa thua bị đánh cho vô cùng thê thảm dĩ nhiên sẽ được đưa vào khoang điều dưỡng Lý Thành Long bị hai chân của tả tiểu đa quyết liệt kẹp chặt, xương cốt toàn thân bị gãy thành nhiều đoạn, cũng được đưa vào khoang điều dưỡng. Ngoài ra còn có bốn năm người khác, cũng chỉ thấy thở ra chứ không thấy hít vào. Còn có mười mấy đoạn xương cốt đều bị chấn thương ở mức tương đối. Toàn bộ đều được đưa vào khoang điều dưỡng. Giáo viên quản lý khoang điều dưỡng đau lòng tới rỉ máu. Văn Đại Nhân lại huấn luyện rồi, quả nhiên vẫn giống như trước kia. Không đúng, nhất định còn độc ác tàn nhẫn hơn khi trước, độc ác tàn nhẫn hơn rất nhiều. Tổng cộng dạy dỗ cho 36 học sinh, ngày đầu tiên huấn luyện mà số lần sử dụng khoang điều dưỡng đã lên đến năm mươi mấy lần. Trong số đó còn có người phải đến liên tục. Đại khái là bị đánh tàn phế rồi được đưa vào, tiếp theo khỏe lại ra ngoài đánh tiếp, lại tàn phế một lần nữa, sau đó là được đưa vào tiếp. Độc ác tàn nhẫn thật sự quá là độc ác tàn nhẫn. Nhóm học sinh đều ở trong khoang điều dưỡng, không phải đưa vào khoang điều dưỡng, cũng chỉ còn lại 9 người ở trước mặt của Văn Hành Thiên. Kết thúc tập 91 bộ truyện Nắm Thiên Cơ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.